Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phá di sản, lỗi doanh nghiệp hay cơ quan cấp phép Ngày 9 tháng 11, báo Tiến Dân đăng bài bình luận Di sản thế giới hay ao làng của nhà báo Nguyễn Thông Tác giả cho rằng những ồn ào về việc lắp biển ở tỉnh Quảng Ninh những ngày qua cần được minh định rõ ràng, tránh những mắng mỏ sai lệch hoặc ẩm ở mờ bao che cách nào kiểu nào cũng không tốt Trước hết, theo tác giả, cần thừa nhận nơi bị lấp không nằm hẳn trong Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới thậm chí được công nhận cấp bằng những hai lần. Cũng cần nói thêm, thứ danh hiệu do UNESCO cấp này cũng không đến mức hãnh diện lắm đâu. Nó bàn phát tràn lan, dĩ nhiên là phải nộp tiền kẹp vào hồ sơ, cũng như Đại học Đông Đô bán bằng vậy. Liên Hợp Quốc sôi thịt còn chả ăn ai, huống hộ vì cái đám trực thuộc như UNESCO, WSO, Ủy ban Nhân quyền, Hợp xài tiền đóng góp là chính, chứ nên cơm cháo gì. Hình ảnh bài trên báo tiếng dân. Tác giả nhận xét, di sản hay không là do mình, chứ chẳng phụ thuộc vào UNED, UNIP. Sản là tài sản, vật chất hoặc tinh thần, gì là truyền lại, để lại. Di sản là thứ do cha ông, tiền nhân để lại cho con cháu. Vịnh Hạ Long cũng như cả cái cõi đất Việt này là di sản truyền đời, ai cũng có trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ nghiêm cấm việc dân hiến cho ngoại bang, bán, cắt bỏ, tàn phá. Tác giả nhắc lại lời vua Lê Thánh Tông thế kỷ 15 dạy rằng một thước núi, một tất sông của nước ta lẽ nào lại tự tiện bỏ đi được. Tác giả nhận định Vịnh Hạ Long là thứ di sản đặc biệt do thiên nhiên ban tặng cho đất nước, nó chỉ có ở Quảng Ninh. Nhưng bất cứ người Việt nào, từ ông to bà nhấn triều đình trung ương tới đứa dân thường đều có trách nhiệm gìn giữ bảo vệ không phải chỉ hạ long cả bái tử long và vịnh cát bà đều cần được đối xử như thế bởi vì đều là di sản cần được bảo vệ nghiêm ngặt tác giả bình luận vậy nên rất lạ sự xâm phạm vào di sản diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật kéo dài năm này qua năm khác nhưng trung ương không biết quan chức sở tại không biết hệ thống chính trị con ruồi khó bay lọt cũng không biết tác giả mỉa mai nói trắng ra là biết nhưng cứ để thế xem sao, mắt của Trung ương, của chính quyền tỉnh nào có mù, nó chỉ bị bịch bởi thứ gì đó thôi, hình ảnh hiện trường lấp biển của dự án. Tác giả đánh giá chính quyền Quảng Ninh và Bộ Văn hóa đang vòng vo, diễn giải vùng biển bị xâm phạm không phải là Vịnh Hạ Long, không phải là di sản thiên nhiên thế giới. Điều đó đúng với thực tế lúc này. Ý của chính quyền là... Do nó không phải như thế nên sự xâm phạm, phá hoại làm cho nham nhở cũng không nghiêm trọng lắm, có thể du di được, áp dụng kiểu phạt rồi cho tồn tại như nhiều nơi, nhiều vụ. Nhưng tác giả tiếp tục nhận xét, cũng chính nhà cầm quyền đã công nhận chỗ bị xâm hại là vùng đệm khu vực 2 của Vịnh Hạ Long, là vùng bảo vệ di sản thiên nhiên thế giới. Đó là vùng bảo vệ thì cũng cần được bảo vệ, nhưng phớt tất cứ xâm hại. Lỗi đâu phải của đứa sang lắp, đổ đất, đổ đá, lắp vịnh. Nếu nó có lỗi thì liên quan tới tiền, mà chính là đám đã duyệt, cấp phép cho nó làm, nhắm mắt làm ngơ cho nó. Tác giả kết luận có tiền mua tiền cũng được, huống hồ gì mua vịnh, mua di sản, mua quan chức. Cứ nhìn những vụ như Việt Á, chuyến bày giải cứu, AIC thì rõ. Nếu không thể mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền. Được biết, Vụ lắp biển xâm hại Vịnh Hạ Long là dự án do công ty đổ ra, có trụ sở ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh thực hiện. Dự án này được phê duyệt với tổng mức đầu tư là 1.230 tỷ đồng, quy mô diện tích là 31,8 hecta, trong đó có 3,88 hecta thuộc vùng đệm Vịnh Hạ Long. Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả, dự án này có đầy đủ tính pháp lý, các giấy phép theo quy định. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin phá di sản, lỗi doanh nghiệp hay cơ quan cấp phép. Việt Nam tăng cường kiểm soát mạng xã hội Ngày 8 tháng 11, AFA tiếng Việt loan tin, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh tính răng đe trong xử phạt những người bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nói trước quốc hội về sự cần thiết xử phạt những người bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội mà ông cho là có tính bồi nhọ, bồi xấu. Trong khi đó, ả phải cho biết, truyền thông nhà nước dẫn lời Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng hôm 7 tháng 11 nói trước quốc hội rằng bộ phim Đất rừng phương Nam đang gây tranh cãi nhiều tuần qua ở Việt Nam không vi phạm pháp luật điện ảnh. Ông cho rằng những dư luận chưa chuẩn xác về phim cần phải được xem xét, tính toán để xử lý theo quy định. Bộ phim Đất rừng Phương Nam nhận được nhiều ý kiến trái chiều cả khen và chê, trong đó có nhiều phê phán. Nhiều người cho rằng bộ phim phản ánh sai lệch lịch sử và bị tàu hóa. Hình ảnh bản tin ngày 8 tháng 11 trên AFI. Phát biểu tại quốc hội hôm 8 tháng 11, ông Nguyễn Văn Hùng làm rõ thêm việc ý kiến khen chê khác nhau là bình thường nhưng chúng ta không thể chấp nhận thối trịch thượng phán xét bồi nhọ bồi xấu người việt có câu lời nói không mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau aFA dẫn khẳng định của bộ trưởng nguyễn mạnh hùng cho rằng bộ thông tin truyền thông cũng phối hợp với bộ công an xử lý nghiêm xử lý hình sự một số vụ việc mang tính trọng tâm để răng đe theo afa liên quan đến tỷ lệ các thông tin xấu độc người đứng đầu ngành thông tin truyền thông của việt nam cho biết năm 2018, tỷ lệ các thông tin xấu độc về lãnh đạo chủ chốt có những lúc chiếm 70%, nhưng đến giờ tỷ lệ đó rất thấp chỉ khoảng 1%. Trước đó 4 ngày, một bản tin khác của AFA cho hay bộ thông tin truyền thông sắp đưa ra quy định bắt gỡ bỏ tin độc trong vòng 3 giờ. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thông tin này tại Quốc hội hôm 4 tháng 11, AFA dẫn lời ông Nguyễn Mạnh Hùng nói tin sai sự thật trên mạng nếu không được giải quyết nhanh chóng sẽ lan rộng. Vì vậy, ông nói Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị thời gian gỡ bỏ các thông tin này thành 24 giờ thay vì 48 giờ như hiện nay. Ông Hùng cũng đề nghị việc nâng mức phạt hành chính gấp 3 lần mức hiện tại đối với những trường hợp đưa tin sai sự thật. Ông Hùng nói rằng mức phạt của Việt Nam hiện tại chỉ bằng 1 phần 10 so với mức phạt của các nước trong khu vực Đông Nam Á. Hình ảnh bản tin ngày 4 tháng 11 trên AFA. Những trường hợp có nội dung bị cho là gây nguy hại cho an ninh quốc gia sẽ bị gỡ bỏ ngay lập tức. Cũng trong phiên họp quốc hội vào ngày 4 tháng 11, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói trong năm 2023, Việt Nam sẽ hoàn tất xử lý tình trạng báo hóa, từ mà giới chức Việt Nam thường dùng gần đây để gọi các trang mạng xã hội đưa tin khiến người xem tưởng nhầm là trang của báo. AFA cho biết thêm, Hồi đầu tháng 10, Bộ Thông tin Truyền thông cho biết bộ này đã xác định được khoảng 30 cơ quan báo chí cho là có dấu hiệu báo hóa tạp chí, tư nhân hóa báo chí. Chính phủ Việt Nam đang chuẩn bị một luật nhằm hạn chế đưa tin tức lên mạng xã hội vì những lo ngại mà chính phủ Việt Nam gọi là báo hóa mạng xã hội. Luật mới này nhằm đặt cơ sở pháp lý cho biện pháp kiểm soát và truyền đi tin tức trên các nền tảng như Facebook hay Youtube cũng như buộc thêm trách nhiệm điều tiết cho các nhà cung cấp, cơ quan chức năng có thể yêu cầu các công ty mạng xã hội cấm các tài khoản vi phạm theo luật Việt Nam. Việt Nam thường bị quốc tế lên án về chính sách đàn áp quyền tự do bày tỏ ý kiến trên mạng. Luật an ninh mạng của Việt Nam bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2019 bị đánh giá là công cụ để đàn áp người dân lên tiếng trên mạng xã hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo .d với bản tin việt nam tăng cường kiểm soát mạng xã hội quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d